Messi và Suarez vừa thi đấu cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn và kiến tạo cho nhau lập công. Trong trận Inter Miami ngược dòng ngoạn mục gỡ hòa 2-2 từ chỗ bị dẫn 2-0 trước câu lạc bộ Nashville SC tại lượt đi vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup ngày 8 tháng 3. Lịch thi đấu của Inter Miami diễn ra dồn dập với mật độ rất dày, cứ trung bình 3 ngày trận. Do đó, việc hai danh thủ Messi và Suarez lần lượt đã 36 và 37 tuổi liên tục thi đấu và cũng trải qua các trận đấu căng thẳng, khiến thể lực và thể chất của họ bị ảnh hưởng. Messi và Suarez hiện ghi tổng cộng 7 bàn và có 5 kiến tạo thành bàn cho Inter Miami chỉ sau 4 trận đầu mùa giải 2024. Trong đó, Messi ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo, còn Suarez ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo. Trước trận đấu với CF Montreal, trong buổi tập chuẩn bị vào ngày 10 tháng 3, cả hai danh thủ này đều vắng mặt, gây nhiều lo lắng họ đã bị chấn thương hoặc chưa hồi phục thể lực. Theo trợ lý của huấn luyện viên Tata Martino, ông Javier Morales, việc Messi có tham gia trận đấu gặp CF Montreal hay không vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy để tìm hiểu xem anh ấy cảm thấy thế nào và liệu có sẵn sàng thi đấu hay không. Ở trận gặp Nashville SC, Messi bị cầu thủ Mark Norton đạp thẳng vào ống quyển suýt bị gãy chân. May mắn danh thủ người Argentina tránh được chấn thương kinh hoàng và tiếp tục thi đấu đến hết trận. Sau trận, huấn luyện viên Tata Martino cho biết danh thủ này hoàn toàn ổn, chỉ hơi mệt vào cuối trận. Messi rất muốn thi đấu ở mọi trận đấu. Anh ấy luôn khiến chúng tôi phải ngạc nhiên khi rất quyết tâm và muốn vô địch các giải MLS và CONCACAF Champions Cup. Dù đã là nhà vô địch World Cup, trong mỗi trận đấu tham gia, Messi cống hiến tất cả khả năng của mình. Đó là lý do vì sao anh ấy luôn là chính mình, một nhà vô địch thế giới và là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, huấn luyện viên Javier Morales chia sẻ. Trong khi đó, với tiền đạo Suarez, huấn luyện viên Javier Morales tiết lộ danh thủ người Uruguay hoàn toàn ổn, không bị chấn thương, nhưng cần được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Tuy nhiên, việc Messi và Suarez có thi đấu ở trận gặp CF Montreal hay không vẫn còn chờ những đánh giá và xem xét đến giờ chót. Tin vui cho Inter Miami là hai cầu thủ Jordi Alba và Leonardo Campana vắng mặt trận gặp Nashville SC đã trở lại tập luyện, có thể ra sân thi đấu. Tiền vệ Sergio Busquets cũng kịp hồi phục. Trong lịch thi đấu còn lại của tháng 3, Inter Miami thi đấu 4 trận trong vòng 10 ngày vô cùng khắc nghiệt, bao gồm hai lượt trận gặp Nashville SC tại vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup. Lượt đi ngày 8 tháng 3, lượt về ngày 14 tháng 3, xen kẽ đó là trận gặp CF Montreal và DC United tại giải MLS các ngày 11 tháng 3 và 17 tháng 3. Chưa kể, hai trận còn lại trong tháng 3 Inter Miami còn gặp New York Red Bull 24 tháng 3 và New York City FC 31 tháng 3.